chào các bác nhé. Xin chào các bác quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bonsai Yên Vũ. Thì trước mặt các bác là cái phôi chuối mà hôm nọ là em đào về đấy, thì em đã xử lý qua hết, xong bắt đầu là cho nó ráo rượu. Bắt đầu là hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn là các bác, các chú và các bạn là cách dâm cây chuối này sống 100% các bác nhé. Thì em cũng tìm hiểu dâm cây chuối là rất là lâu rồi, trước em dâm cây cũng sống rồi, rất ok rồi. Thì các anh, các chị, các cô, các chú biết dâm rồi ấy, thì xin bỏ qua cho em. Còn đâu là những cái các bạn mới tìm hiểu dâm những cái phôi chuối hoặc những cái phôi ổi ấy, thì em sẽ hướng dẫn cái video này chi tiết để dâm một cái phôi chuối nó sống 100% đấy. Thì các bác xem video thì hay thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là em sẽ xử lý nốt bôi rượu và sau đó là em chỉ việc đem đi dâm thôi. Mình đánh về là em xử lý sạch sẽ, phun nước sạch sẽ rồi, bỏ hết đất những cái rễ, bỏ cần thiết những cành cành nhà mình để thì mình cưa hết rồi. Bây giờ sau đó mình để ráo rượu tầm 3 đến 5 ngày đấy, sau đó bây giờ mình sẽ cưa ra mà nó không có chảy rượu nữa thì để mình bôi những cái rượu vào mỗi keo liền sẹo đây các bạn. Keo liền da nó màu đen đen này đấy, cái loại này rất là tốt các bạn nhé, loại này bôi phát dính luôn này đấy. Em sẽ bôi cái keo liền sẹo vào những cái đầu này các bác và những cái chỗ rễ này đấy, cho nó đỡ bị thối rễ các bác nhé. Sau đó là chỉ việc cho ngâm kích rễ tầm 15 phút, sau đó là mình cho vào cái xô cát này mình dâm thôi các bác nhé. Mình dâm, mình cứ dâm ủ nó khoảng tầm 15 đến 20 phân đấy. Thì mình dâm thì mình có nhiều loại cái để dâm các bác nhé, chẳng hạn như là cái cát này các bác dâm bằng cát sạch cũng được, hoặc là các bác dâm bằng cái đất mùn đấy, đốt lá đấy, thì nó sẽ rất là tốt vì cái đấy nó qua xử lý qua cái cháy rồi nó sẽ rất là sạch. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em dâm luôn đấy, em sẽ xử lý lốt đấy. Bây giờ là em sẽ bôi keo liền sẹo trước các bác nhé. Bây giờ em sẽ bôi keo liền sẹo vào những cái chỗ mà em cắt đây này đấy, sau đó là em sẽ ngâm kích rễ đấy. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em dâm cái phôi chuối này các bác nhé, các bác xem từng bước một. Thì các bạn mà chưa biết làm thì các bạn cứ tiến hành làm như của mình nên là sống 100%. Thì hôm nào mình nó lên ấy, thì mình sẽ quay lại cái video lúc nó lên cho các bạn xem nhé. Đấy. Thì các bác mà biết rồi thì các bác mà tiền bối biết rồi thì like ủng hộ cho em nhé. Đấy. Có gì các bác thông cảm cho em nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu em sẽ bôi keo liền sẹo vào những cái chỗ mà nó em cắt đây này đấy. Em để đây là em để nhựa từ 3, em để 5 ngày rồi, 4 ngày rồi. Bây giờ nó xe hết cái đầu vỏ này, cắt thì nó không bị ra nữa. Thì bây giờ em sẽ bôi rượu vào đây để cho nó bị đỡ bị nhiễm trùng. Vâng các bác nhé, thì bây giờ là em sẽ tiến hành em bôi cái keo liền sẹo các bác nhé. Thì cái keo liền sẹo này các bác là bôi cái loại màu đen này nó sẽ tốt hơn, thì cái loại màu đỏ cái bôi nó hay bị xùi lắm. Thì đợt trước em cắt đấy được 3-4 hôm rồi nhựa nó xe hết rồi, bây giờ mình bôi thì nó rất là an toàn. Thì mình bôi thì mình nên là bôi đều, mình bôi hết những cái chỗ mà tất cả những cái loại chỗ vết cắt các bác nhé. Mình bôi hết những cái đầu ngọn này và sau đó mình bôi những cái chỗ ở chỗ thân rồi tất cả những chỗ nào là mình mà cắt ra mình đục hay là mình cắt đó thì mình sẽ bôi hết lên. Mình bôi cả vào những cái chỗ dưới phần rễ các bạn nhé, để sau này nó xe vào liền thì nó dễ, nhanh dễ hơn, nó không bị nhiễm trùng. Đấy, thì mình bôi làm sao để cho nó kín hết những cái vết sẹo này vào. Thì sau đó là em sẽ đi pha cái thuốc kích rễ kia, em ngâm ngâm khoảng tầm 15-20 phút, sau đó là mình sẽ cho đi vào cát mình ủ các bạn nhé. Đấy, thì đây là mình bôi vào những cái chỗ dưới rễ này. Đấy, mình bôi kỹ vào cái keo này, nó rất là nhanh khô, bôi khoảng tầm 1 phút là nó khô, nó bám chặt lắm. Đấy, mình bôi tất cả vào những cái đầu rễ và cắt và bị dập. Bây giờ mình sẽ đi pha thuốc kích rễ mọi người nhé. Các bác nhé, vừa rồi em đã bôi hết cái rượu này các bạn này. Đấy. Bôi cho nó kín đầu này, nó đỡ bị thoát nước các bác nhé. Đấy. Đây, bôi cả dưới rễ luôn nhé các bác nhé. Đấy. Bôi hết luôn, cái chỗ nào cái chỗ sẹo là chỗ nào mình cắt thì mình bôi hết luôn. Đấy. Tiếp tục đến bước tiếp theo là mình sẽ pha cái thuốc kích rễ này các bạn nhé. Đây này. Em dùng cái loại kích rễ L3 này các bác nhé. Đấy, cái loại này kích rễ rất là mạnh các bác nhé. Bây em pha cái này ra em ngâm cho cái này, trong trên đây nó có cái hướng dẫn sử dụng cách pha trên đây hết các bác nhé. Đấy. Thì các bác cứ làm theo hướng dẫn trên đây này. Đấy.
Thì em pha ra xong bắt đầu em ngâm cái này tầm 15 phút, sau đó là em sẽ cho vào cát em dâm các bác nhé. Bây giờ em sẽ pha em dâm cái này các bác nhé. Đây là cái nước cái dễ vừa em mới pha xong này. Đó. Mình có thể là tưới lên hoặc mình em dâm trực tiếp vào đây này. Này các bạn. Mình sẽ dâm trực tiếp vào đây rồi xong rồi mình té hết lên đây các bác nhé. Cho nó ướt hết đi. Đây là một cái loại thuốc kích dễ cực mạnh các bác nhé. Đó. Mình sẽ té trực tiếp lên cây này. Mình cứ đều lên cây các bác nhé. Đó, để cho nó ngấm đều rồi. Mình cứ đều, sau đó là mình để, em sẽ để đây em ngâm tầm 15 phút. Ngâm cho dễ, cho ngâm ở đây tầm 15-20 phút, xong sau đó là mình sẽ xử lý mình dâm các bác nhé. Vâng các bác nhé, vừa rồi em dâm cái này là em ngâm trong đây được 2 phút trong cái nước kích dễ này rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho cái ấy vào chậu này em dâm các bác nhé. Đấy, tí nữa các bác dâm xong thì các bác cứ tưới thẳng cái thuốc này, cái nước này vào đây, tưới thật ẩm vào. Đấy, xong sau đó mình trùm một túi bóng lên. Mình tưới ẩm vào xong mình để vào chỗ mát khoảng một tuần sau thì mình bỏ ra mình tưới cũng được các bác nhé. Đấy. Đây các bác nhé. Đấy em đặt như này, em dâm đến chỗ này thôi. Đặt cho nó chắc chắc vào một chút. Đây em đã tiến hành em đổ cát. Đấy các bác nhé. Đấy mình dâm mình để như này. Tưới đẫm cái nước này, tưới một lượt đẫm thôi. Sau mình lấy cái túi bóng mình trùm vào luôn. Và như này là ok này. Sau đó mình trùm cái túi ni lông lên các bạn nhé, để cho nó giữ ẩm này. Có cái túi ni lông này nó vừa kích cái chậu luôn. Đây các bạn nhé, đấy vừa rồi em tiến hành dâm xong cái phôi dưới đấy các bạn nhé. Đấy, mình để này, sau đó mình sẽ cho vào những cái chỗ dâm. Đấy. Như thế này thì khoảng là mình để sau khoảng tầm một tuần mình có thể tưới. Nếu cứ ập vào mùa mát này khả năng là một tháng mình mới bỏ ra các bạn. Đấy, vâng các bác nhé, vừa rồi em tiến hành dâm xong cái phôi chuối đấy. Các bác cứ tiến hành dâm theo các mức xử lý như này thì sẽ sống khoảng 95%. Đấy, các bác xem video thứ hai thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé các bác nhé. Xin chào các bác.